Vừa qua, đoàn công tác của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại thành phố Thái Nguyên. Năm 2023, thành phố Thái Nguyên có trên 2.000 cơ sở phải quản lý và thành phố đã cấp gần 170 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiếp nhận 28 cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức kiểm tra và hậu kiểm được trên 1.100 lượt, xử lý vi phạm hành chính 87 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố cần sát sao hơn trong khâu hậu kiểm, trong đó cần truy xuất nguồn gốc các loại thực phẩm, nhất là những bếp ăn tập thể, nơi phục vụ đông người. Cần kiểm soát kỹ hơn nữa hoạt động giết mổ, đặc biệt tại các khu vực chợ truyền thống, cần yêu cầu các đơn vị nhỏ lẻ phải ký cam kết để tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm. Vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên tổ chức tọa đàm Tấm gương tự học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các diễn giả đã tham luận nhiều nội dung về tấm gương, tinh thần tự học suốt đời của Bác Hồ, đồng thời chia sẻ về thói quen tự học, vươn lên khó khăn của các đại biểu đại diện cho Hội Khuyến học các địa phương. Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tự học tới mọi người dân, hướng tới xây dựng 5 mô hình học tập, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập trong giai đoạn hiện nay. Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh đã trao tặng 18 suất học bổng, học không bao giờ cùng, lần thứ 2 năm 2024 cho 18 cá nhân tiêu biểu vượt qua khó khăn, tích cực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Vừa qua, huyện Định Hóa đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024. Tham gia hiến máu có gần 600 cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học và người dân trên địa bàn đăng ký, thu về được 356 đơn vị máu. Mục tiêu năm 2024, huyện sẽ vận động trên 1.200 người tham gia đăng ký hiến máu, tiếp nhận 700 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ dân số hiến máu tình nguyện từ 2% trở lên. Tại buổi hiến máu, Ủy ban Nhân dân và Hội Chữ thập đỏ huyện đã khen thưởng cho 9 tập thể, hơn 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, với các em học sinh trung học phổ thông cũng như là các bạn thanh niên, việc lựa chọn được ngành học, trường học và nghề học là định hướng việc làm có ý nghĩa, có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến tương lai sau này, nhằm giúp cho thanh niên, học sinh, người lao động có thêm cơ hội hướng nghiệp, khởi nghiệp. Huyện Đại Từ đã tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2024. Ngày hội đã tập trung tuyên truyền về chủ trương và chính sách ưu đãi của Chính phủ, của tỉnh trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Từ đó mở ra cơ hội cho đoàn viên thanh niên, người lao động, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đại Từ, được tiếp xúc trực tiếp với hoạt động sàn giao dịch việc làm tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tiếp cận với các vị trí việc làm còn trống, nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, tư vấn, hướng nghiệp, lựa chọn ngành nghề, công việc phù hợp. Tham dự chương trình Ngày hội Việc làm có 13 đơn vị doanh nghiệp với trên 6.000 vị trí tuyển dụng lao động, hoạt động trong các công ty doanh nghiệp trên địa bàn. Để được tham gia và nghe những giới thiệu của các công ty để tìm việc làm cho mình được rất ý nghĩa, để mình có những cái mà lựa chọn nó đúng đắn về cái thu nhập của mình. Em cảm thấy rất là có ý nghĩa và giúp cho những người không có việc làm như chúng em tiếp cận được việc làm tốt hơn. Một trong những nội dung được nhiều học sinh quan tâm đó là chương trình tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cao đẳng và đại học. Đây là lần đầu các em học sinh được tham gia Ngày hội Việc làm, được cung cấp thông tin về các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nhu cầu tuyển sinh, chương trình, ngành nghề đào tạo, thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, các ngành nghề, việc làm phù hợp với xu hướng phát triển và thực tế thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa với bọn em, đặc biệt là các bạn học sinh trường ngày hôm nay, giúp cho bọn em có những cái định hướng hơn về tương lai của mình, cũng như là có những cái cân đo đong đếm hơn về những lựa chọn của ngành trong tương lai. Và thực sự là em cũng muốn là mong muốn là lan tỏa những cái chương trình tốt đẹp này hơn đến cho các bạn học sinh ở trên toàn quốc nữa. Thì em cảm thấy là chương trình vô cùng có ý nghĩa đối với chúng em, giúp cho em và tất cả các bạn ở trường Trung học phổ thông Lê Nhân Trú có thể định hướng được nghề nghiệp việc làm của mình, cũng như là xem là mình sở thích của mình là gì và mình nên vào trường như thế nào, và cũng tạo cơ hội giúp cho em và các bạn với các doanh nghiệp, các trường đại học có thể liên kết với nhau tạo một thị trường lớn hơn. Trường Trung học phổ thông Lưu Nhân Trú được xây dựng đã đáp ứng nguyện vọng học tập của học sinh và nhân dân các dân tộc của 8 xã phía Nam huyện Đại Từ. Hiện nay nhà trường có 26 lớp, trong đó có 8 lớp 12, tổng số gần 1.150 học sinh. Với 70 cán bộ, giáo viên, hệ thống cơ sở vật chất nhà trường khang trang, đủ phòng học để học sinh toàn trường học 1 ca vào buổi sáng.
Đây là điều kiện rất thuận lợi cho thầy cô và học sinh đảm bảo sức khỏe để thực hiện việc dạy và học kiến thức được tốt nhất. Thông qua ngày hội việc làm, nhà trường mong muốn nhiều học sinh được tư vấn ngành nghề, việc làm phù hợp với khả năng, điều kiện của học sinh được phát triển trong tương lai. Khi mà đưa những cái ngày hội việc làm đây thì chúng cháu sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu và phát triển trong công việc hiện tại với tương lai. Ngày hội việc làm thì thực chất nó là một cái cầu nối để cho các em học sinh có thể tiếp cận, tiếp xúc. Các em học sinh nắm được những thông tin để các em học sinh sau này có cái lựa chọn định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Và điều này cũng có ý nghĩa rất lớn trong cái việc là nhà trường cũng sẽ có những cái liên kết với các cái đơn vị trường học, các cái trường cao đẳng đại học, các cái trường trung cấp chuyên nghiệp và các cái đơn vị để cung ứng cái dịch vụ việc làm. Thông qua các hoạt động ngày hội việc làm, các tổ chức chính trị xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm, kết nối hoạt động đào tạo nghề với thị trường lao động, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bền vững cho người dân, đặc biệt là với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên hiện có 51 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Mỗi dân tộc trên địa bàn đều có truyền thống và bản sắc văn hóa riêng, từ đó tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc, phong phú và đa dạng của các dân tộc. Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong dòng chảy hiện đại, thời gian qua nhiều giải pháp đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện. Chính người dân cũng đã chủ động gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp bằng nhiều hình thức khác nhau trong cuộc sống thường ngày. Trên hành trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình, ngoài số lượng nghệ nhân dân gian đã được trao tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước sau hai đợt xét tặng, vẫn còn có hàng trăm nghệ nhân đang hàng ngày âm thầm, lặng lẽ, trao truyền các giá trị văn hóa hoặc ra sức đóng góp cho các hoạt động bảo tồn. Việc thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ cũng được chú trọng ở các địa phương. Truyền dạy là bả du với lại dạy theo của quần áo dân tộc. Cái khó khăn của chúng tôi thì cái truyền dạy cái lớp trẻ thì bây giờ là các cháu nó học xong nó đi hết. Một số bé bé thì nó lại đi học. Thế cho nên chủ yếu là người trung tuổi và những người cao tuổi. Huyện Định Hóa đã thực hiện hỗ trợ cho 5 đội văn nghệ truyền thống tại các cái thôn xóm vùng đồng bào dân tộc miền núi. Và với các rất nhiều các nội dung hỗ trợ như là hỗ trợ với công tác phục dựng lại các cái di sản văn hóa. Rồi thực hiện hỗ trợ các công tác truyền dạy các cái di sản văn hóa. Thái Nguyên hiện có 19 di sản đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các bản sắc văn hóa từ ngôn ngữ, phong tục tập quán đến trang phục đều được chú trọng bảo vệ. Đặc biệt, trong các hoạt động bảo tồn văn hóa ở cơ sở, nghệ nhân dân gian luôn giữ vai trò nòng cốt để truyền dạy, quảng bá các di sản văn hóa truyền thống. Trong thời gian tới, với chức năng nhiệm vụ, phòng chuyên môn sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các cái lớp tập huấn bồi dưỡng trong việc tổ chức các hoạt động đối với các câu lạc bộ để các nghệ nhân được trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm và đồng thời được khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ để các nghệ nhân phối hợp thực hiện việc truyền dạy các nghi lễ truyền thống, truyền dạy các cái điệu dân ca, dân vũ và các cái nghề thủ công truyền thống tại cơ sở, tham mưu hướng dẫn việc triển khai chính sách hỗ trợ đối với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho những người thực hành có cái nhiều đóng góp trong việc gìn giữ các cái di sản văn hóa. Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, cùng với các giải pháp cụ thể và sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì ý thức và trách nhiệm đồng bào các dân tộc chính là yếu tố then chốt, bởi họ chính là chủ thể để bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của chính dân tộc mình. Chuyên mục chính sách và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.